Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Ngày 8 tháng 5, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh cung cấp để điều tra bổ sung vụ án môi giới hối lộ để bảo kê xe quá tải qua trạm cảnh sát giao thông suối Chè. Trước đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã truy tố tội môi giới hối lộ với các bị can Trương Công Quang, Trần Quang Tân, Nguyễn Đăng Khoa, Đặng Văn Út, Trần Thị Diệu Hoa, Nguyễn Văn Hậu, Ngô Văn Đạm, Lê Bảo Ngọc. Đồng thời truy tố các bị can Lê Bảo Ngọc, Hoàng Thị Việt Hà, Hoàng Hiệp, Hoàng Thanh Sĩ, Tạ Thị Thu Trà về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo quyết định trả hồ sơ, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai yêu cầu Viện kiểm sát nhân dân tỉnh cung cấp điều tra bổ sung, làm rõ nhiều nội dung nhằm giải quyết vụ án một cách toàn diện, đúng quy định của pháp luật. Thứ nhất, điều tra làm rõ việc nguyên trạm trường cảnh sát giao thông Suối Tre, Lê Ánh Dương, có dấu hiệu phạm tội nhận hối lộ hay không. Tòa xác định đây là mấu chốt quan trọng để giải quyết vụ án một cách toàn diện, đúng quy định pháp luật và cần xử lý trong cùng một vụ án. Tòa nhân dân đánh giá trong lời khai của ông Lê Ánh Dương có nhiều điểm thiếu trung thực, mâu thuẫn với lời khai của Trương Công Quang, người lập đường dây thu tiền bảo kê và Trần Quang Tân, người quang đưa tiền để đi lo lót với lực lượng cảnh sát giao thông phục vụ đường dây. Tiếp đó, tòa nhân dân tỉnh yêu cầu viện điều tra đối chất giữa Dương và hai bị can Tân, Quang về số tiền 400 triệu đồng. Thứ ba, Tòa Nhân dân tỉnh Đồng Nai yêu cầu Viện Kiểm sát làm rõ số tiền bị can Nguyễn Văn Hậu nhận từ các chủ xe, tài xế khi nhận bảo kê xe quá tải là bao nhiêu và thu lợi bất chính là bao nhiêu. Đồng thời làm rõ 1,5 triệu đồng hậu thu của hai xe chưa kịp đưa cho Quang, cơ quan điều tra có thu giữ hay không. Bởi theo cáo trạng, bị can Hậu nhận từ các đối tượng đưa hối lộ là 42 triệu đồng, nhưng theo hồ sơ lời khai bị can thì số tiền trên là được hưởng phần trăm từ môi giới của 525 xe với 80.000 đồng một xe. Riêng số tiền 1,5 triệu đồng, Hậu khai đã thu từ hai xe nhưng chưa kịp đưa cho Quang. Theo lời khai của Hậu, số tiền trên đã nộp cho cơ quan điều tra. Thứ tư, đối với bị can Đặng Văn Út, Tòa Nhân dân tỉnh yêu cầu điều tra làm rõ Út nhận tiền của các tài xế xe tổng cộng bao nhiêu và thu lợi bất chính bao nhiêu. Bởi hồ sơ thể hiện mỗi lần nhận tiền của các tài xế, bị can nhận được 80.000 đồng tiền công một xe nhưng không kể số tiền nhận được của các tài xế là bao nhiêu. Thứ năm, tòa nhân dân tỉnh cũng yêu cầu xử lý, kết luận dứt điểm lấy lời khai đối chất và kết luận các trường hợp Nguyễn Đăng Khoa và Trương Công Quang đưa cho cán bộ cảnh sát giao thông tên là Dũng và Toàn, lần lượt là 65 triệu đồng và 70 triệu đồng. Bởi Khoa khai đưa cho một cán bộ cảnh sát giao thông thuộc tổ tuần tra đặc biệt tên là Dũng 65 triệu đồng, còn Quang khai đưa cho một cán bộ cảnh sát giao thông tổ tuần tra đặc biệt tên là Toàn 70 triệu đồng và cơ quan điều tra đã cho Quang, Khoa nhận dạng được Toàn và Dung. Thứ sáu, tòa đề nghị xem xét lại tội danh truy tố đối với một số bị cáo. Theo cáo trạng trước đó, các bị can Lê Bảo Ngọc, Hoàng Thị Việt Hà, Hoàng Hiệp, Hoàng Thanh Sĩ, Tạ Thị Thu Trà bị viện kiểm sát truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai cho rằng các chứng cứ có tại hồ sơ chưa đủ điều kiện cơ sở pháp lý để xử lý.